À, các bạn thân mến, là chào mừng các bạn quay trở lại với video của mình ha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái sự lựa chọn nâng cấp đèn, đó là bi gầm. Thì hiện tại mình đã trang bị cho xe mình một cặp bi gầm. Xe này là xe Toyota Cross ha. Thì bi gầm nhỏ, nó chỉ vừa size 2 inch thôi. Thì trước mặt các bạn mình đã bật cái ánh sáng của cái bi gầm nó lên ha. Bây giờ mình sẽ tắt nè. Đó. Thì đây là cái ánh sáng của đèn nguyên bản mà mình đã thay từ bóng halogen sang bóng led rồi nha các bạn. Đó, ánh sáng nó vừa đáp ứng đủ đi thôi. Và bây giờ mình sẽ bật ánh sáng bi gầm lên ha. Đó, nó sẽ hỗ trợ thêm cỡ từ 30-40% ánh sáng để mình đi đường nữa. Và hơn nữa là cái bi gầm này nó có 3 chế độ màu á, gồm có màu và màu trắng nè, màu vàng nắng và màu vàng chanh ha, thì giúp mình đi mưa nó ổn định ha. Ok, bây giờ bật tắt nó sẽ đổi màu nha các bạn. Đó, cái màu này là màu vàng nè. Ok, để đi qua bên đây mình sẽ tắt cái ánh sáng đèn pha chính cho các bạn coi ha. Đó, thì các bạn có thấy là ánh sáng vàng ha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt tắt đèn pha chính nè. Đó, thì nó ánh sáng nó là tỷ bi gầm mà mình chỉnh nó đèn thấp thôi, thì nó sẽ ở dưới mặt đất ha. Đây là đèn vàng ha. Đó, màu này là màu nắng nè. Màu này là màu nắng đi phù hợp với lại các thời tiết nè. Màu vàng vàng chanh thì đi mưa rồi ha. Còn màu này thì cũng phù hợp với đi mưa luôn. Đó. Màu này là màu trắng ha. Đó, thì cái bi này nó có một cái đường cắt ha, mình chỉnh hai bi nó song song với nhau sẽ có đường cắt rất là ok ha. Đó, ok, bây giờ mình sẽ bật cái bi đèn chính lên nữa nè. Nói chung là cái combo này rất là phù hợp để mình đi đèn rồi, mình không cần phải nâng cấp lên những cái quả bi đèn chính đâu. Tại vì khi mà nâng cấp lên như vậy thì rất là khó khăn trong cái quá trình mà đăng kiểm đó. Thì hiện tại mình mới vừa đi đăng kiểm xong, thì hầu như là các trung tâm đăng kiểm không kiểm tra cũng như là không cái bật đèn bi gầm luôn các bạn. Cho nên mình lắp bi gầm như thế nào thì nó cũng ok, không có vấn đề gì hết ha. Còn lại đèn pha chính thì tất nhiên là người ta sẽ kiểm tra rồi. Và khi mà các bạn độ cái đèn pha chính thì chắc chắn sẽ có nhiều trung tâm là sẽ làm khó dễ, và có thể là người ta sẽ từ chối đăng kiểm và đăng kiểm không đạt yêu cầu luôn ha. Đó, bây giờ mình tắt cái đèn gầm ha, bật lên nè. Đó, màu này là màu vàng chanh ha. Nó sẽ có một cái đường cắt dưới chân nha các bạn. Các bạn nhìn cái xe ông này nè ha. Đó, nhìn cái xe ông này nó có một cái đường cắt ngay chân nè. Đó. Đây. Nói chung là cái đèn này rất là rẻ ha, mình tự mua về, tự order về mình tự lắp thôi, không có gì hết ha. Ok. Thì khi mà đi á, thì mình sẽ để cái ánh sáng màu vàng nắng này nè, để mình đi tất cả các điều kiện luôn, không riêng một cái điều kiện gì hết ha. Thì vì màu vàng chanh đi thì ra nó cũng không có đẹp mấy, mà màu này là ok rồi ha. Bây giờ mình sẽ tắt ánh sáng đèn chính nè. Đó, các bạn thấy ở dưới chân nó có một ánh sáng ha. Thì khi mà lắp quạt bi gầm này á, thì một cái lưu ý là các bạn nên lắp cái ánh sáng nó song song, hoặc là nó cụp xuống so với cái thân xe ha. Tại vì khi mà lắp cái bi gầm này mà các bạn chở nặng á, chở đồ nặng hoặc là đông người á, thì ánh sáng nó dễ ha, hắt lên, dễ lên cao á, làm đối diện người đi đường nha các bạn. Ok, ở đây mình sẽ tắt bi gầm nè. Đó, ánh sáng đèn chính thôi nè, bật bi gầm nè. Rồi các bạn thấy một cái đường cắt nhỏ ở dưới chân con len không? Đó. Ok. Nói chung là khi mà các bạn, mình mua này mua trên Shopee thôi, tự order về rồi tự gắn thôi. Thì đối với dòng xe Toyota Cross á, thì mình gắn nó rất là đơn giản nha các bạn. Zin 100%, không có chế cháo gì hết. Mình không có cần tháo cái mặt ca lăng của xe luôn. Mình chỉ nâng xe lên và mình tháo cái tấm trắng bụng ở dưới động khoang động cơ á, nó là tháo được nha các bạn. Thì mình tháo, chỉ cần tháo những con vít rồi mình tháo ra, sau đó thì mình sẽ luồn tại lên trên, mình tháo những con ốc con vít á, để mà mình thay từ cái bóng đèn zin của xe sang cái bóng đèn bi này ha. Nó là 2 inch và có bát cũng như là có chắc chuyển đồ ngon lành luôn.
chung bây giờ có rất nhiều cái sản phẩm nó phục vụ zin cho người tiêu dùng á, tại vì đa số bây giờ ai cũng muốn zin, giữ zin dây điện của xe hết, tại vì khi mà cắt một cọng dây sẽ không được bảo hành. Ở bên đó các bạn thấy không, xe này nó có chế độ có pha luôn nha các bạn, cái đèn bi á, đèn bi gầm á, nó có hỗ trợ pha luôn đó, các bạn thấy không đó. Thì có dắt chuyển để mà mình ghim vô cái đèn cũ, cái dắt đèn cũ của xe và cái đèn bi gầm á, còn lại mình chỉ chích ra dây, chích ra có nghĩa là mình ghim thêm vô cái dắt của dây để mình mượn tín hiệu rồi mình lấy đá pha thôi, chứ không có cắt dây gì hết nha các bạn. Thì các bạn cứ tham khảo đi, nếu như mà ai muốn lắp, muốn mình hướng dẫn thì các bạn cứ comment ở dưới ha, mình sẽ rảnh rảnh mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn đấu dây điện của khi mà mình các bạn tự lắp ha. Thì mình chỉ biết cái dòng xe Toyota Cross thôi nha, còn những cái dòng xe khác thì anh em thông cảm, không thì mua về rồi đi ra ngoài ra gara, những cái chỗ nào mà lớn lớn uy tín á, nhờ người ta lắp vô, thì công lắp cũng không có mắc đâu, cỡ khoảng 400-500 là cũng gì hết ha. Thì nói chung là đánh giá vậy là quá ok rồi, giống như những cái video trước mình chia sẻ, xong mình sẽ quyết định là mình không có độ cái đèn chính, tại vì khi mà độ đèn chính mỗi lần tới đăng kiểm 2 năm đăng kiểm một lần, mỗi lần tới đăng kiểm cực lắm đó, mình phải đi nhiều trung tâm khó là mình phải đi mướn đèn zin đó, rồi về gắn ra gắn vô, khò ra khò vô, nó mới không hư đèn xe của các bạn. Nói chung là vậy là quá ok rồi, không có gì phải ấy hết. Thì như hồi nãy mình chia sẻ, khi mà lắp cái đèn này các bạn chú ý là nhớ nha, cho cái đèn cái đường cắt của cái đèn bi gầm á, nó phải thấp không xong hoặc là thấp hơn, chúi xuống mặt đường nha các bạn, chứ đừng có chỉa lên cao ha, tại chỉa lên cao thì những người mà càng phía trước xa thì nó càng cao, mà thành thử ra là người ta sẽ bị chói mắt người đối diện hoặc là chói gương chiếu hậu trong xe của người đi chiều á, như vậy rất là phiền hà luôn. Thì khi mà mình đi mà những cái xe nào mà bật đèn mà mình chói mắt thì mình bực mình đúng không, thì mình nên ý thức ha khi mà lắp trụ đèn. Thì đây là cái video mình chia sẻ thôi, các bạn cứ coi và chia sẻ ha, và đây là một cái chia sẻ của mình cho các bạn để mà các bạn có một cái thêm một cái sự lựa chọn trong cái quá trình mà các bạn sử dụng xe ha, muốn cải thiện ánh sáng của xe mình. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha, thì xin chào các bạn. Nếu như mà có ai có câu hỏi hay là cái gì đó, thì có ý kiến gì đó, thì cứ để lại ở phần bình luận nha các bạn. Rồi, ok, chào các bạn.